Ôi ôi, chọc cứu cứu kêu kìa. À, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng bữa nay làm nấu canh chua ăn. Cái hộp này là người ta chuẩn bị sẵn cho mình á. Nó có đầy đủ hết trơn luôn, nấu được một tô. Bây giờ mẹ phải cắt cái gì ra trước? Mẹ làm cái này là bạc hà. Bạc hà. Bạc hà. Ăn. Chúc cô ba làm gà chiên nước mắm cho con ăn ha. Dạ. Ừ, khỏi ăn cơm. Dạ. Ngon quá rồi. Ăn cơm với thịt gà luôn. Khỏi ăn cơm luôn. Cô ngồi xuống. Thịt gà thôi. Ha. Dạ. Hai đứa này cạp ăn phà luôn hả? Ăn dữ lắm. Thịt gà chiên ăn dữ lắm. Chúng mẹ con gà. Ừ. Để chút con làm chấm gà. Chiên vừa tới thôi. Đừng chiên cứng quá nó ăn được. Cũng ăn con gà không? Trời ơi, cái bàn này cái bông gà chứ đâu phải cái móng tay. Con cứ tưởng cái móng tay không con. Trời ơi, đi mua 100 cái bông gà. Đây nè, đây nè các bạn. Mình mua, lúc mà mình mua thì mình biết phân biệt là cây mồng gà với cái móng tay. Nhưng mà cái lúc mua lại không để ý, cái cứ nghĩ trong đầu nhìn cây này nhưng mà cứ nghĩ trong đầu là cây móng tay, nhìn cây mồng gà mà cứ nghĩ là cây móng tay. Cái thế là mua 100 cây. Rồi, về tầm quá chừng tầm nè, nãy giờ mẹ trồng. Đây nè, nè. Dạ. 100 cây như tiền. 100 cây 108 cây 100 ngàn. Đáng lẽ người ta bán lẻ là 1.000 cây. Ê mẹ trồng trên đây luôn đi. Trồng trên đây nè, cho đất nó ngon nè. Đất trên đây nó ăn ngon nè. Nó ăn một phát rồi, con nói mẹ làm một lùm chỗ này luôn á. Người trồng hết, cho nào sống sót, cho nào chết chết. Chứ sợ mấy con gà nó bươi nè. Cái này là không có cho gà bươi, mới đậy lá lại nè. Ba con gà bươi, ba cái trấu tiêu cây mai nè. Mai nay lá xanh vậy rồi nè. Vậy nè, là nhét xuống được rồi. Gà đâu bơi. Cái mai nay tốt rồi nè, xanh rồi nè. Gà bông, ủa cái lá rồi, Tết này không có bông rồi. Tết thì gà lá. Tết này không có lặt lá được. Cái cây mồng gà này dễ trồng hơn mấy cây nhãn thọ, cây cúc rồi các bạn, dễ trồng. Tết rồi nó ra. Nó ra dữ này à, bùng sùm luôn. Cái ít bữa mẹ tưới nha, bằng nước giếng này chứ tới nước mặn lên tới rồi sợ nó chết nè. Hôm nay Tết nhà mình toàn là, nếu mà cây mồng gà nó tốt là toàn là bông mồng gà. Tết là đồng mai, đồng cúc, đồng dẫn thọ đồ này. Đáng lẽ là tính mua 100 cái móng tay mà cuối cùng thành 100 cây mồng gà. Này có một sự lộn. Tết người ta làm dẫn thọ đồng mai mà Dung em mua mồng gà. Có sự lộn không hề nhẹ. Nên tới gái dữ rồi. Mồng gà đầu năm mà mồng gà nó tới gái te te luôn á. Cái này là cái ớt đây. Ớt sạch chín như đây. Này cây này là anh hai chị hai cho mình nè. Cây tên gì mẹ? Quên, không có cho tên gì quên. Nó đẹp. Cái này lớn bự nó đẹp giống như tựa cây khóm. Không nói phát tài phải không? Không phải gì á. Trái bông đẹp lắm. Qua nghe Đức nói nè, hai đứa nhỏ khoái ăn cánh gà dữ lắm. Ăn cánh gà chiên với cánh gà chiên bột khoái không? Cũng được chứ chị. Chứ mấy cái này vi đời nào mà nó cầm nó ăn đâu. Thank you.
Ăn hơi hơi được không? Dạ được, heo he được, được mà. Được, để chị biết chị bỏ một chút xíu tương ớt vô. Dạ. Cho nó ngọt. Có đứa nó ăn được, có đứa ăn không được. Đây là nước mắm với đường. Hai đứa nhỏ nó không ăn được cay nhiều cho nên mình không có cắt ớt, mình bỏ một chút xíu tương ớt vô thôi hả. Hấp dẫn rồi đó. Rồi. Ngò hôm bữa con mới hái, cái này nó lên tiếp rồi, nó nhanh quá. Con nêm nhiều nhiều ngò cho nó ngon, mặc dù là người ta trong hộp người ta cũng có cho á, nhưng mà mình có nhà mình hái thêm nhiều nhiều. Hôm nay ăn canh chua cá kèo nha các bạn. Làm bữa nay nấu đủ một tô à, không có nấu nhiều. Mình nêm cái nước này luôn, nêm rồi mới bỏ rau vô. Có cái hũ này bữa hổm mình xúc lẩu chua hải sản. Cái hũ này là bữa hổm mình ăn lẩu á các bạn. À, ăn nửa hũ, giờ còn nửa hũ mình lấy mình nấu canh chua luôn. Cái hũ này mình thấy ăn ngon. Ngon hơn là mình nêm canh chua, tại vì mình không biết nêm canh chua. Khó nêm lắm. Không nêm được. Thêm một miếng chân ớt. Một miếng đường. Nó chạy rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Bắn nó. Cái muỗng có chút xíu à. Canh chua cho nên là mình nêm đường với nước mắm là nhiều, mình không có nêm muối. Khớm đi. Cá chín rồi các bạn ơi, bỏ đậu bắp vô. Bạc hà. Ngon quá. Lần đầu tiên nấu được nồi canh mà ngon như vậy luôn. Thơm lắm luôn. Cái nước nó không, cái nó không có bị nhiều quá. Đây là thịt vịt kho gừng. Hồi sáng này là sáng sớm là mình ra là thấy Yến kho rồi. Không biết ngon không? Nghe... Cá ăn thì được á. Ngày hôm qua còn nửa con vịt của chị Hai.
thơm quá. Hết chỗ rồi. Hết chỗ hả? Làm gì vậy? Sầm nè. Không ạ. Con gì kêu ạ? Con gì vậy? Con gì kêu á? Cái này không? Nè. Hai đứa đó cho nó ăn gà chiên nước mắm. Con ăn nào bên? Con với thịt gà. Thịt gà hả? Thịt con ăn. Con ăn thịt gà. Thịt gà là cái nào? Thấy cái này. Cái này không ăn được không? Được. Mẹ đâu rồi? Đây là canh chua cá kèo, gà chiên nước mắm và thịt vịt kho gừng. Xin mời cả nhà cùng ăn. Lạc thì chấm cá kèo với nước mắm mặn nè. Tí tôi ngồi đây nè, tí các bạn tiếng hỏi chị Dung nè đó. Mẹ chị ngồi đây, chị ngồi đây. Dạ hai ông có vừa không? Xin bằng hai hả? Xin mời ông bà cô bác. Mẹ mới trồng cây vô. Nãy giờ toàn ngoài vườn không hả? Ăn cơm. Không rồi, em bà có xuống chị cùng ăn cơm. Cá kèo. Ủa con cắt cho vậy cho nó hả? Dạ. Chứ không phải nó cạp hả? Dạ có, giờ ăn cơm thì ăn gì đi, khi nào ăn xong cái đưa cho nó cục hay cục cái cạp. Chứ đang ăn cơm mà đâu nữa. Cạp được. Cạp cái gì vậy? Ở cái bụng con cắt đi ăn cá kèo. Con có hái đồ ăn kìa. Con có hái đồ ăn á. Ồ mà. Hành đất kêu cá kèo rồi đấy, đưa chén chị. Con hái đồ ăn. Con hái đồ ăn nè. Mà hắn tới vừa ăn ai nấu cái ai nấu canh ngon à? Không. Lấy chị chén cá kèo. Con chưa cá kèo. Dạ. Còn chén cưng đâu? Ai? Để đợi đi chị chỗ này nè. Dạ. Ai? Cái gan con cá kèo. Cái này ngon lắm. Cái này nêm vừa ăn mà nêm cay cũng vừa nữa nè. Nè Vinh, của con nè. Nè con ngồi xích vô đàng hoàng để đổ nè. Cầm đàng hoàng con. Ngồi đàng hoàng lại bỏ xuống. Đúng. Bỏ trên đây cao lắm. Đổ ra nó thôi. Cứ lấy thịt đại cho nó đi, còn xương chị cạp. Ý hết cạp xương nó vậy thôi. Đưa cái bát nó cầm cho nó cạp cho nó dung quay. Cái đó đặt được đi ra lên quyền cái đó cho nó cạp. Ừ cho nó tự cạp đi. Nè con. Thì con nói như sao? Cảm ơn. Mẹ. Giỏi, cầm đàng hoàng nha. Nghe hả? Ừ, coi chừng vô. Chừng có cạp. Con chừng ăn đi. Ngồi ngồi xích vô con. Ngồi luôn. Nè mẹ. Ủa mẹ mới đây chén rồi hả mẹ? Mẹ ăn nhanh hơn đứt nữa. Để ăn canh mà, ăn canh mà, ăn nào. Canh nghe nào nó ngon nè. Mừng quá. Vẫn không Yến nấu. Mấy thử ảnh cho theo. Tại ăn chút. Cho chị vô đi. Cho chị vô. Thằng nhỏ hả? Lớp nó sợ. Nè. Nó dậy gõ vô đó. Cho con xin miếng ông dùng qua nữa nó nghe được. Thịt vịt. Thịt kho gừng. Nè, một chút. Quay vô đây nè, để đổ rồi con. Con quay cái giò con vô đây. Nè, rồi con cầm con. Yến thịt vịt ngon quá. Rồi nè, mấy giờ? Không biết luôn nữa. Thì em quay vòng như đó. Anh mới em miếng cơm. Chị kỳ quá. Ừ, ăn đi con. Thịt gà. Thịt gà của cô ba làm cho con đó. Ba đang à? Cô ba Dung nè. Con này nè. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Ừ. Rồi. Nhà nhỏ hoang hay gì? Con ở chung với cô ba.
Cô ba. Con ngồi trong ghế cậu ba. Không có cậu ba. Cô ba. Con ngồi trong ghế cậu. Cô. Cô ba. Đòi ngồi chung nãy giờ á. Tối ngủ chung cô ba nha. Tối nay ngủ chung cô ba nha. Nha. Con ngồi ở đây nha. Rồi, ngồi đó đi. Tối nay ngủ chung cô ba nha. Bắt nó đây nó không chịu nữa. Yến nói chừng nào Yến nói chừng nào mà đẻ thêm đứa nữa để cho chị nuôi hà. Con chịu không? Nuôi nổi nuôi. Nuôi nổi nuôi. Chịu không? Chịu ở đây không? Thằng này dễ gửi đâu cũng được hết trơn á. Cho năm mẹ bé bém biết nữa ở giờ già qua. Chừng nào mẹ đẻ hả? Là về đây ở cô hai nha. Rồi là cô sáu vừa gửi hai thằng gửi cô sáu. Không. Trời ơi con cái tay này chút nữa mọi người tìm hết nha. Mày có ra hả? Ừ rồi ăn đi con. Ăn đi á. Không ăn. Cay không? Chú biết ăn là cay không? Canh nấu vậy vừa phải không hai? Cái hai biết sao không? Mua cái hộp rau á ở trong Bách Hóa Xanh người ta đã bỏ cho mình sẵn rồi. Mua thì bỏ mấy cái rau nè, bỏ cà rồi bỏ giá, bỏ đậu bắp và mỗi thứ chút rồi đem về nấu đủ tô dễ. Rồi có cho thêm một cục me nữa nhưng mà em không có xài. Nó tính đèn như đó chứ cha. Nó mang cái chứ một cái. Dạ. Em nhâm đi rồi mẹ tắm chưa? Dơ quá. Con có. Con cũng vậy luôn. Em lo nhân tí. Lai tát mà mắc cỡ gì hả đi. Lưng là phải giống nhau mà mắc cỡ chứ không mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Nhiều mắc cỡ. Này nhiều quá no nốt nó hỏi mắc cỡ. Người ta nói đợi người ta đốt con cá bạc đã ớn gì. Con cá sặc với con cá mập con này ham ăn. Cá sặc ham ăn. Ăn sặc luôn. Con ơi, nãy giờ nhìn con cười hoài đòi ngồi kế bên con chứ. Hôm nay con ngủ chung với cô ba nha. Nha. Con là con về à? Hôm nay con về. Không, tối nay cô ba cho con ôm cái con gấu bông bự lắm. Không, bữa nhà con có gấu bông nhỏ. Nhưng mà cái con của cô ba nó khác, cái con của con. Con nhỏ. Con muốn gấu bông nhỏ. Nó khỏe ra vậy, đẻ được hai đứa đẻ nổi. Nó cũng khỏe. Hồi đó bà nội rồi, bà nội đồ phụ dữ. Thì bà nội chết tới giờ đâu có ai nó phụ. Tự nó móc nè. Cái nuôi cũng khỏe nè, thấy không? Ăn nó ăn cái gì cũng ăn được mà nó uống sữa bình thường chứ không phải uống sữa mắc tiền nữa. Cơm đem vô con. Nó uống sữa mắc tiền. Nó tự múc cơm nó ăn thì cho khỏe. Nó không có chạy. Nó đâu có chạy đâu. Nó ngồi chơi trên cỏ à. Nó biết múc và mấy mẹ. Có đứa không biết múc nhưng vì nó không biết ăn cơm. Ăn cơm nó ăn nó xỉu à. Đứt nó không à. Tự ăn. Ăn cánh gà là đứt. Nhưng vì là nó vô lớp nó biết múc. Tại nó nhà nó không múc à. Vô lớp được, cô đâu có đút được. Đút được bạn này sẽ đút được bạn kia. Không, cưng dưới trường, cưng gửi hút ăn cho con đâu. Người vô lớp là tới giờ ăn là tự lấy chén, tự lấy ghế. Đi rửa tay, tự lau tay. Rồi ăn xong thì tự dẹp. Rồi phân phát chén muỗng nữa. Tự múc. Go uống miệng nữa. Rồi rửa miệng nữa. Ờ đúng rồi. Rửa miệng nữa. Đi ngủ rồi phải trải đồ ra ngủ lên, dẹp lên đó. Ừ, đúng rồi.
chưa lớn vậy á, rồi tại nhà nó vậy á. Con lại lớn rồi. Ừ. Múc lên mềm rồi. Này cho nước mắm mềm ngon rồi Dung. Dạ. Hay dọn ghế ăn cơm được rồi nè. Đủ không hả? Ngon không tới. Ừ. Ý là vừa ăn không tới. Trời ơi, con có ăn cơm rồi. Hợp pháp luôn. Cái tô canh này nè, nấu nó vừa đủ ăn một bữa là xong. Trời ơi, ở bên trời. Con được không? Con được không con? Bên. Ở ghé con. Con được không? Được. Ừ. Ngon không con? Ừ. Móc lên ở đây với cô hai nha. Nha. Tính ra là Bên nó ăn, nó ăn nhiều hơn mình đó. Nó ăn gần 2 chén cơm luôn các bạn. Ăn hết chén nó làm chén nữa. Ăn giỏi vậy chứ. Chén ăn cơm rồi á. Dạ hả? Nó ăn rồi. Nó ăn chắc nhiều hơn đứt quá. Dạ anh đốt nó ăn cơm với em rồi. Giỏi lắm nè. Thánh Tin. Tin giỏi Thánh Tin. Giỏi. Ừ. Giỏi. Nói gì ai biết. Nói gì đó. Hả? Nghe được mấy câu câu sao không? Mẹ ơi mẹ em cần gỗ cơm. Cha ơi. Em cầm gỗ cơm. Ăn thử cái cánh gà. Con lấy trà xong rồi á. Lấy trà xong luôn á. Gì? Để nói mấy trà. Mấy trà. Mấy trà thằng kia làm đổ cơm. Mấy trà mày lại nói nữa. Dính à. Ừ, cánh gà ngon hả? Cánh gà dừa. Em đợi. Ngầm 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 ngầm. Cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn mẹ. Nhưng năm nay như tuổi thì em? 25. 25 mà hai đứa. Hai đứa bự rồi. Khỏe không? Gấu. Gấu nhé. Như tuổi được. Bà nữa. Anh muốn hai mấy? Ba, 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 ba hai hả? Hai tuổi. Ba mốt. Ba mốt hả? Ừ. Nè. Nó đại mẹ đúng không? 10, 21 tuổi đi. Nó đại 21. À, con xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video nha. Cô chú nhớ đăng ký kênh Kết Nối Trái Tim để có thể xem những video về thiện nguyện. Con xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại. Con nhỏ đi.